Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sử dụng chùa Ba Vàng để bôi nhọ Phật giáo, chủ trương lớn của chính quyền Việt Nam ra sao. Ở Việt Nam hiện nay, Hồ Chí Minh không được xem là một nhân vật lịch sử thuần túy mà đang được Đảng Cộng sản Việt Nam dùng chính quyền của họ thần thánh hóa nó lên. Đảng muốn đưa hình ảnh ông Hồ hiện diện trong không gian tâm linh của tất cả các đền, chùa cũng như mọi gia đình ở Việt Nam. Chùa Ba Vàng, một nơi đang lạm dụng mê tín, làm cố ý làm ô uế Phật Pháp, đã bị cảnh báo thường xuyên trên các trang mạng xã hội nhiều năm qua. Dư luận cho rằng đó là một chủ trương của Đảng và nhà nước Việt Nam. Hình ảnh Phật tử chen chân đi chiêm bái xá lợi tóc Phật ở chùa Ba Vàng. Facebook Nguyễn Lê Anh trong một status với tiêu đề nham hiểm đã cảnh báo như sau: sự kiện mang cỏ Pili ra để mà tuyên truyền nhảm nhí về niềm tin vào Phật giáo cho thấy bản chất của Phật giáo chỉ là lừa đảo, công nghệ lừa đảo của Phật giáo rất tinh vi và cà chớn. Tuy nhiên, Phật giáo khó mà thoát khỏi lưới pháp luật. Trong khi sư Thích Trúc Thái Minh mô tả như sau: xá lợi tóc chính là 8 sợi tóc mà Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đã tự tay nhổ trên đầu mình, đưa cho hai người đệ tử tại gia đầu tiên, được gìn giữ và phụng thờ hơn 2.600 năm qua ở Miến Điện. Được biết, liên quan đến vụ việc này, tờ báo Thanh Niên vào ngày 27 tháng 12 năm 2023 đã đưa tin hàng vạn người chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng. Bản tin cho biết xá lợi tóc của Đức Phật có khả năng chuyển động như một vật thể sống. Xá lợi tóc có hình dạng giống như sợi tóc bình thường, nhưng lại uyển chuyển qua chuyển lại, quay qua quay lại, quay tròn, cong lên rồi cụp xuống mà không hề có một sự tác động nào. Thậm chí khi gặp vật cản, sợi tóc còn có thể tự bật ra ngoài. Nhưng ngay sau đó trên mạng xã hội, nhiều người đã phát hiện cọng xá lợi lông mà sư Thích Trúc Thái Minh quảng bá chỉ là sản phẩm tương tự cái gọi là xá lợi tóc đang giao bán đầy trên eBay với giá chỉ có 48 đô la. Trang Facebook Dân Luận thì bình luận như sau: chỉ với 500.000 đồng tức là 20 đô la là Thích Trúc Thái Minh có thể sở hữu một sợi tóc tự chuyển động của Phật trên Shopee rồi đưa về chùa Ba Vàng cho đàn đàn lũ lũ con nhan đệ tử đến chiêm bái thu tiền. Chỉ riêng tiền bán hoa nhang thôi là Thái Minh đã kiếm bộn từ lũ vô minh rồi. Tuy vậy, ngay sau đó trong bản giải trình gửi Ban trị sự Giáo hội Phật giáo đêm ngày 30 tháng 12, sư Thích Trúc Thái Minh viết như sau: việc cho rằng chùa Ba Vàng mua cỏ Pili làm xá lợi giả để lừa đảo là hành vi đưa tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của nhà chùa. Một bàn thờ ông Hồ Chí Minh trong cuộc thi trang trí bàn thờ Bác Hồ do Ban chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Được biết, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có hành động được cho là bật đèn xanh để giải vây giúp Thích Trúc Thái Minh. Theo tờ báo Sinh News của hôm 30 tháng 12, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Giáo hội Phật giáo thẩm định nguồn gốc của xá lợi tóc Đức Phật được trưng bày tại chùa Ba Vàng và có thông tin chính thức về vụ việc. Nhưng hành động này lại được đánh giá chỉ mang tính vuốt đuôi. Công luận hết sức bức xúc và đặt câu hỏi là tại sao vào tháng 7 năm 2019, sau vụ bê bối tổ chức các hoạt động giải vong báo oán oan gia trái chủ hay giải nghiệp của chùa Ba Vàng, sư Thích Trúc Thái Minh đã bị bãi tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo và bị kỷ luật bằng hình thức sám hối. Vậy vì sao nhà sư này vẫn được ưu ái làm trụ trì chùa Ba Vàng nếu không phải là theo sự phân công của tổ chức? Nhà báo Nguyễn Thông có một status bình luận về vụ việc này trên trang Facebook cá nhân với tiêu đề "Thời mạt pháp hay là xuống dốc không phanh". Nguyễn Thông nhận xét rằng vụ xá lị ở chùa Ba Vàng có rất nhiều chuyện cần nói và có một số điều cần phải nói thẳng ra như thế này. Kẻ diễn trò là đám sư hư chùa Ba Vàng, coi xã hội có pháp luật như chốn không người. Đem vào đem ra công khai và bí mật, lý do lý chấu giống như ngồi xổm trên pháp luật, không ai làm gì được nó. Nếu cho rằng xứ này có tự do tôn giáo thì đây là biểu hiện cụ thể chỉ có điều tự do làm sự nhố nhằng. Trong vụ xá lị Ba Vàng, đáng lên án nhất là chúng lôi Phật giáo làm trò. Trước khi nào Phật bị giễu cợt, bỉ bôi, mất danh giá trong dư luận xã hội như lần này, đau nhất là sự hạ bệ ấy lại chính do những kẻ mượn mồ Phật núp gióng bóng cửa thiền thực hiện. Cần kỷ luật thật nghiêm khắc Ban Tôn giáo Chính phủ. Họ đã là đồ bị thịt, không làm gì suốt thời gian dài với những trò nhố nhằng diễn ra, cho tới khi giật mình hoảng hốt, sau đó lại còn đổ cho trách nhiệm cho địa phương. Vậy các ông bà lĩnh lương ngồi đó để làm gì? Ảnh chụp màn hình trang eBay bán đầy xá lị lông
giá chỉ có 48 đô la mỗi sợi. Kiến trúc sư Dương Quốc Chính đưa ra một nhận xét đáng chú ý cho rằng, trong khi đó thì Sắc Minh khá tự tin cho rằng mình đã thỉnh được Xá Lợi Tóc Xịn và tố cáo hành vi vu khống những ai cho rằng Sắc dùng cỏ pili để fake Xá Lợi thật. Điều đó cho thấy có chủ trương sử dụng Chùa Ba Vàng của sư Thích Trúc Thái Minh để mà tuyên truyền sự nhảm nhí về Phật giáo, qua đó để người dân thấy Phật giáo là lừa đảo, khiến dân mất niềm tin. Đây có thể là một chủ trương xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ. Sư Thích Trúc Thái Minh chỉ là một con tốt trong bàn cờ nhằm hạ bệ các tôn giáo khác xuống để đưa cái gọi là Đạo Bác Hồ lên vị trí thống soái. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de ngày hôm nay với bản tin sử dụng Chùa Ba Vàng để bôi nhọ Phật Pháp, chủ trương lớn của chính quyền Việt Nam. Tổng Bí thư Trọng còn khiếp Trương Mỹ Lan, có Bộ Công an và Tô Lâm để làm gì? Theo kết luận điều tra của Bộ Công an về vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đã cáo buộc trong thời gian 10 năm kể từ ngày thành lập ngân hàng SCB là ngày 1 tháng 1 năm 2012 cho đến khi bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố và bắt giam vào ngày 7 tháng 10 năm 2022. Ngân hàng SCB đã cho hệ sinh thái của bà Lan vay tổng số tiền gần 1 triệu 67.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 45 tỷ đô la, với số dư nợ còn lại lên đến 677.000 tỷ đồng, tương đương 28 tỷ đô la, là con số nợ không thể thu hồi. Công luận đặt câu hỏi là tại sao các sai phạm mang tính hệ thống của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng như hệ thống sinh thái này kéo dài tới 20 năm, vậy mà cơ quan chức năng không hề phát hiện. Hệ thống chức năng này bao gồm hệ thống tài chính, ngân hàng, kiểm toán nhà nước, thanh tra các cấp, đặc biệt là Bộ Công an, tất cả đều vô hiệu. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chắc chắn nếu phát hiện sớm hơn, thì số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng, trong đó là số tiền gửi tiết kiệm, tiền mua trái phiếu doanh nghiệp lên tới 500.000 tỷ đồng sẽ không thất thoát toàn bộ như hiện nay. Tại sao cho lừa đảo có các đại gia tỷ phú như Trịnh Văn Quyết, FLC, Đỗ Anh Dũng, Tân Hoàn Minh hay Vạn Thịnh Phát của bà trùm Trương Mỹ Lan, vân vân, vẫn lặp lại chiêu lừa đảo giống như Nguyễn Văn 12 từng làm? Đó là cho lãi suất cao để hút tiền gửi, sử dụng các chiêu trò lừa dối để lũng đoạn thị trường tài chính. Những chiêu quen thuộc nhưng lại không hề bị phát hiện và xử lý. Tại sao vợ chồng bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ lại từng được trao huân chương lao động hạng 3? Thậm chí bà Lan còn được trao huân chương cùng loại tới 2 lần, vào năm 2011 và năm 2014, bởi hai đời chủ tịch nước là ông Nguyễn Minh Chiết và ông Trương Tấn Sang. Kể cả bà Trương Mỹ Lan có tên trong hồ sơ Panama liên quan đến danh sách những doanh nhân, quan chức nước ngoài dính dáng đến tham nhũng và rửa tiền, hay như việc bà Trương Mỹ Lan được vô số những huân huy chương, bằng khen, giải thưởng vinh danh doanh nhân tiêu biểu vân vân. Từ năm 2015 cho đến năm 2022, ngân hàng SCB là ngân hàng lừa đảo, vậy mà nhận đến 72 lần danh hiệu ngân hàng kinh doanh xuất sắc nhất của Việt Nam. Đây là điều mà dư luận đang đặt ra câu hỏi. Và tiền của những nạn nhân bị mất, ai sẽ bồi thường đây? Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đã ngồi tới 3 nhiệm kỳ. Nghiêm trọng hơn là vụ bà Lan đưa hối lộ gửi biếu Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an Dương Chí Dũng ở VNLI đã khai ra rằng việc đưa hối lộ cho tướng Ngọ là 510.000 đô la để chạy án, đồng thời ông chuyển giúp 1 triệu đô la của Trương Mỹ Lan cho tướng Ngọ. Lời khai này được sự chứng kiến của trưởng ban nội chính trung ương ông Nguyễn Bá Thành. Ngay sau đó tướng Phạm Quý Ngọ, dù đang rất khỏe mạnh, đã chết bất ngờ chỉ một ngày sau khi có quyết định tạm đình chỉ chức Thứ trưởng Bộ Công an vì đã làm lộ bí mật nhà nước trong việc thông tin cho Dương Chí Dũng bỏ trốn trước khi bị bắt giam. Cũng không lâu sau đó, trưởng ban nội chính trung ương ông Nguyễn Bá Thành, người được cho là quyết tâm khai thác lời khai của Dương Chí Dũng để mà hốt liền cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, cũng bị mắc bệnh lạ. Ông Nguyễn Bá Thành đã không lường hết được sức mạnh của Vạn Thịnh Phát và gia tộc Trương Mỹ Lan. Rồi gần đây để lộ tin cho rằng cố chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhận tới 1 tỷ đô la của bà Trương Mỹ Lan khiến Bắc Kinh rất không hài lòng. Điều này có thể liên quan tới bệnh lạ của chủ tịch nước Trần Đại Quang mắc vào năm 2017 khiến ông qua đời sau hơn 1 năm. Những điều vừa kể trên đã được củng cố thêm bởi hàng loạt cái chết rất bí ẩn của các giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị của rất nhiều công ty
và nhân viên thân tín của bà Trương Mỹ Lan sau khi bà này bị bắt như ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Công ty Chứng khoán Tân Việt và thành viên Hội đồng Quản trị của SCB. Bà Nguyễn Phương Hồng, người bị bắt cùng ngày với bà Trương Mỹ Lan, cũng chết không rõ lý do trong lúc bị tạm giam. Cũng xin nhắc lại, nhiều ý kiến nghi ngờ họ đã bị diệt khẩu, thủ tiêu lúc bị tạm giam trong trụ sở của Bộ Công an. Giới phân tích cho rằng điều đó rõ ràng cho thấy Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB của bà Trương Mỹ Lan không phải là một doanh nghiệp hay một tổ chức kinh doanh tài chính bình thường, mà hoạt động của nó mang màu sắc của một tổ chức mafia của hội Tam Hoàng. Đó chính là điều mà ông Lê Kiên Thành, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank, con trai của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, đã từng cảnh báo trong bài phỏng vấn Mafia và sự tồn vong của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đăng trên tờ báo Vietnamnet vào tháng 10 năm 2012. Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm: nhận định của ông Lê Kiến Thành liên quan gì đến bình luận của giới thạo tin lâu nay mới nhất trong bài viết Khi đại gia là miếng da lừa của chế độ, đăng tải trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA vào ngày 30 tháng 11, tác giả Tùng Phong khẳng định như sau. Giờ đây người ta có thể lờ mờ hiểu ra lý do. Trong 13 năm ở ngôi Cửu Ngũ, người lái đò vĩ đại hầu như không bao giờ lưu lại thành phố mang tên Bác quá 3 ngày. Trừ chuyến đi Kiên Giang bị đột quỵ, Lê Thanh Hải, lãnh chúa miền Nam, vẫn ngạo nghễ trước cái lò ông Trọng. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại như vậy? Những điều nguy hiểm chưa từng thấy mà lên tầm cỡ người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn phải thất kinh. Thì thử hỏi có Bộ Công an của ông Tô Lâm để làm gì đây? Sao không dẹp quách nó đi cho xong rồi? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tổng Bí thư Trọng còn khiếp Trương Mỹ Lan. Có Bộ Công an và Tô Lâm để làm gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.